Cứ thẳng một hướng này làm gì ra có sức mạnh. Đúng rồi, không thể có sức mạnh được. Đúng không? Chính xác, nhưng mà em xin đính chính một chút về cái từ phù hợp ấy. Em nghĩ là trong tương lai nó sẽ là cái từ sẽ sử dụng nhiều. Và nó sẽ là từ của thời đại sau này ấy. Phù hợp là gì? Ví dụ như này. Chị có thể mặc cái áo nó chị bảo là đẹp nhưng người khác không bảo đẹp. Thì đó là phù hợp, chị bảo nó phù hợp với chị là được. Một món ăn không có món ăn ngon mà chỉ có món ăn phù hợp thôi. Âm nhạc cũng vậy, cái từ phù hợp nó rất quan trọng. Ví dụ uống cà phê ở đây ngon lắm nhưng mà chị đâu có thích đâu, chị bảo không ngon, đắng lắm. Thì nhưng mà với em nó là phù hợp. Thì cái câu chuyện là em trước em cũng đã nói không có món ăn ngon mà chỉ có món ăn phù hợp. Mọi người bảo lẩu mắm Cần Thơ ngon nhưng mà nhiều người bảo không ngon, tức là nó không phù hợp với mình. Rồi thời trang cũng vậy, kiểu tóc cũng vậy, đúng không ạ? Rồi rất nhiều âm nhạc cũng vậy, chị thích nghe những cái bài nhạc mà bác vẫn cùng trong hành quân, thì các bạn trẻ các bạn muốn nghe Sơn Tùng, MTV, Mỹ Tâm, nó phù hợp với họ. Thì cái từ phù hợp nó rất là rõ ràng và hy vọng nó sẽ là một cái tương lai nhiều sử dụng nhiều đấy. Cho nên là nó rộng, nó rộng. Thì em mới muốn nói là các bác nói cái gì nó phải phù hợp một chút, đừng có cực đoan, đừng có cực đoan là không tốt, khẳng định luôn. Chính là vì cái câu phù hợp của em ấy, cái phổ của nó rất là rộng, cho nên chị mới thấy rằng là nó khó khi mà mình ra một lời khuyên cho một người đang cần của một cái đang cần, thì cái từ đó sẽ rất là khó với họ. Nhưng mà câu chuyện của em, cái từ phù hợp thì chị lại thấy qua cái giải thích của em, chị thấy ở đó cái gì em biết không? Ở đó một cái sự tự do đạt được đến một cái tự do cá nhân, mà đạt đến một cái mức mà có thể nói là chị cho là đến ngưỡng đấy, tức là tự do hết cỡ. Khi tôi thích cái này thì đối với tôi nó là phù hợp. Đúng rồi. Nhưng anh không thích kệ anh. Đúng. Đó là tự do cá nhân. Chính xác. Chứ không phải là khi đã vào đây rồi tất cả mọi người đều phải uống một thứ đồ uống. Đúng. Hoặc là ăn một thứ đồ ăn. Vâng. Đúng không? Vâng. Thì cái đó phải chăng nó là tự do? Đúng là tự do. Nhưng mà tự do đấy nó phải phù hợp với văn hóa của người Việt Nam. Phải phù hợp với luật pháp hiện hành nhá. Chứ không phải luật pháp cũ nhá. Luật pháp hiện hành của người Việt Nam. Chứ không các anh có thể là nói tôi tự do báo chí, tôi thích vào đây tôi chửi ai tôi chửi, tôi nói không được, tôi nói tục không được, không được. Phải phù hợp với văn hóa và bản sắc của cái dân tộc tính, hoặc là chính của cái đất nước này, vẫn nằm trong từ phù hợp. Có nghĩa là trong khuôn khổ, cũng có thể gọi là như vậy, nhưng em nghĩ là phù hợp thì chỉ phù hợp trong tự do cá nhân nhưng trong khuôn khổ pháp luật. Đúng rồi, ở đâu cũng vậy thôi, diễn, ở Mỹ cũng vậy thôi, không có diễn cái là... diễn cái câu phù hợp của em ấy ra. Vâng, diễn vâng. Ra cho nó để nó cụ thể hơn, để người ta có thể hành động được ấy mà. Vâng. Thì phải... nó sẽ là tự do cá nhân nhưng trong khuôn khổ pháp luật, phải là pháp luật hiện hành. Bởi vì sao? Bởi vì nếu không có pháp luật thì chúng ta ra ngoài đèn đỏ là họ cứ thế họ đi, đèn xanh họ cứ thế họ đứng lại thì chúng ta chết. Chúng ta phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật hiện hành của bất kỳ một quốc gia nào. Chứ đừng có nói rằng là tôi ở Mỹ về hay là tôi ở Pháp về, tôi tại sao tôi phải như thế này. Có một người về đây với tôi đi ăn tối hết 500.000 hai anh em. Họ có nói rằng là ở Mỹ làm sao có chuyện ngồi ăn như thế này, tại sao mình ngồi ăn mà cứ phải nghe mấy cô nhân viên cái cối đứng cối bấm điện thoại. Tức là họ không phù hợp với văn hóa người Việt đấy, trong cái đó họ là gốc Việt. Đúng không ạ? Thì nhập gia thì tùy tục, đúng không ạ? Gọi là gì? Nước có phép nước, đúng không? Ừ. Đúng không? Gọi là cái gì nhỉ? Gia có gia phong, nước có phép nước, luật vua thua lệ làng. Cho nên là mình người văn người Việt Nam hay lắm, rất hay. Chỉ hay ở chỗ này, ví dụ ngay đơn giản này, trong ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta cũng vậy, trong chữ nhẹ luôn có dấu nặng, đúng không ạ? Trong chữ vững luôn có dấu ngã, chúng ta đều thấy những cái điều đó mà hay lắm, rất là hay. Và trong chữ ngắn thì luôn dài hơn chữ dài. Quý vị cứ nhìn mà xem, cho nên mọi cái nó phù hợp và tương đối thôi, chứ không có cái gì là tuyệt đối đâu chị. Có nghĩa là nó phải cân bằng đấy. Đúng rồi. Nó phải cân bằng, cũng giống là cái văn hóa của phương Đông là phải âm dương. Đúng rồi. Còn một cái điều này nữa, chị muốn nói về mình xác định dịch là giặc. Đúng rồi. Mình xác định dịch là giặc. Ở Việt Nam mình từ xưa đến giờ, từ cổ đại nhá, cho đến bây giờ chỉ có hai loại giặc. Từ ngoài vào có hai loại giặc. Một loại giặc trên đất liền và một loại giặc trên biển Đông. Đúng rồi. Đó là giặc từ đất liền về. Mình nói toẹt luôn ra là mấy ông hàng xóm. Đúng rồi. Tại sao phải nói hàng xóm? Mấy bạn thế nào cũng bảo nếu mà chị không giải thích chỗ này lại bảo mình sợ không dám nói Trung Quốc. Đúng rồi.
hàng xóm là gồm có Trung Quốc, gồm có Lào, gồm có Campuchia. Đúng ngày rồi. Xưa Campuchia nó cũng đánh mình đấy, phải đánh chứ. Thời Chiêm Thành nó chả dẫn quân nó đánh vua nhà Trần còn đúng kéo rồi. Nhau chạy trốn, thuyền đổ mất cả dấu ấn này kia ở keo biển đấy. Dạ. Đấy, thì trên đất liền là có mấy ông hàng xóm đúng. Thỉnh thoảng choảng nhau với mình, đánh nhau tợn nhất là ông Trung Quốc. Đúng rồi. Tợn nhì là ông Campuchia. Đúng rồi. Đấy. Còn ở biển, đằng biển là mấy ông mũi lõ tóc quăn. Đúng rồi. Rồi ông Pháp và ông Mỹ đấy. Vâng. Thì thời gian nó dài. Cái ông hàng xóm của mình là đánh nhau với mình từ ngày xưa rồi. Vâng. Đánh nhau miết rồi. Đúng rồi. Rất nhiều. Đánh nhau rất nhiều. Và mình cũng ở lâu rồi. Mọi người thì ngay như bây giờ mọi người vẫn cứ bảo là phải thù thằng đấy, phải căm thằng đấy, phải thế này thằng đấy. Chị muốn có một cái chủ đề, một cái chuyên đề cho em mình nói chuyện về cái này. Nhưng hôm nay mình cứ dừng thế đã. Vâng. Thì mình nói cũng nhiều rồi đúng không? Dạ, hay dạ. Mình nói luôn rồi mình cắt ra. Mình cứ nói thôi, không sao. Ờ. Thế thì thứ nhất là về ông hàng xóm. Thứ nhì là về ông Văn Minh phương Tây. Vâng. Phương Tây đây mình gộp luôn cả phương Tây rồi cả thằng ông Mỹ đều cùng một phe với nhau. Vâng. Gộp hết mấy ông mặt xanh mũi lõ tóc quăn. Đúng rồi. Da trắng. Là ông thứ hai. Thì một ông thì đánh mình là 17, đánh nhau 10, với 16 mình 16 lần. 16 17 lần. Một ông kia cố hữu thì chị không nói, chị đang nói hai mấy ông da trắng này khác. Vâng. Hẳn với mình. Vâng. Thì cái ông mà ông Mỹ thì đánh nhau mình 21 năm. Vâng. Tính cho đến tận ngày 30 tháng 4. Đúng rồi. Có nhiều người thì nói rằng là cái sau ký hiệp định Paris 73. Thì là năm 73 thì là ông ấy rút, nhưng mà thực ra ông còn mấy chục nghìn nữa ở mình, và cho đến cái tận sáng ngày 30 tháng 3 à ngày 30 tháng 4 thì ông Mỹ cuối cùng mới rút khỏi đi ra Hạm đội 7 để về nước. Đấy. Cho nên là mình vẫn tính là 21 năm. Ông Pháp thì có tới nãy mình vừa tính là gần 80 năm, vâng, 7 mấy năm đấy. Năm, vâng. Từ gần 100 năm từ lúc ông bắt đầu ông phát khẩu súng để ông ấy bắn. Vâng. Mình. Vâng. Còn không gần 100 năm là tính từ năm bắt đầu ông chính thức đặt chế độ đô hộ trên toàn quốc. Chứ còn ông ấy vào thì ông ấy vào từ lâu rồi. Yeah. Vâng. Nếu mà tính từ khi ông ấy đặt cái chế độ đô hộ trên toàn quốc. Vâng. Thì là năm 1884. Vâng. Và cho đến năm 1954. Đấy. Đúng rồi. Đến năm 1954 là tròn 70 năm. Vâng. Thế nhưng mà chị lại thấy rằng là mấy cái ông đó thì chị thấy là cái uy lực ấy, cái công phá của cái sự tấn công ấy. Ừ. Nó mạnh và nó nguy hiểm hơn đối với mình. Đúng rồi. Và cho đến bây giờ thì trong cái đại dịch Covid vừa rồi nó cũng dẫn đến làm cho chị cũng nghĩ là như vậy. Cái Covid mà nó phát từ Vũ Hán. Vâng. Thì trong suốt cái lúc mà thế giới cảm thấy rất là gì và này nọ đấy. Vâng. Thì mình chỉ có 16 trường hợp bị thôi. Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Và mình cách ly, cái số cách ly cũng không phải là nhiều lắm. Đúng. Nhưng mà đến khi mà ở châu Âu bị, phương Tây bị, thì mình đã bị rất là nhiều. Từ 16 trường hợp đến cuối cùng đến bây giờ là 271. Vâng. 271 trường hợp. Và cách ly thì cực kỳ nhiều. Đúng rồi. Nào là cả phố bị, nào là cả làng bị, vân vân. Dạ. Đấy, thì cái điều đó làm cho chị cảm thấy là nó cũng là một cái đề tài mà mình phải suy nghĩ. Ờ, chị mới nói như này nhé, tại sao mà cứ băn khoăn là vì mình đánh nhau rất là lâu, nhưng mà ông Trung Quốc không hề, ở Việt Nam mình ấy, không hề có bị những cái tên lai lai kiểu Trung Quốc này kia. Nhưng mà đến khi mà bọn Tây nó đô hộ mình ấy. Ừ. Thì nào Maria rồi Anna rồi này nọ nọ kia. Ừ. Rất là nhiều. John rồi này kia. Vâng. Đấy. Và đến bây giờ thì cái dịch Covid cũng vậy. Hình như là cái sức công phá của nó rất là lớn. Khi mà bên Trung Quốc nó bị một cái, lập tức là mình đóng được cửa biên giới. Mặc dù cũng còn phải băn khoăn rất là nhiều giữa cái hàng hóa trở đi trở về. Thế nhưng mà rõ ràng là cuối cùng mình cũng đã làm được. Nhưng mà với nước ngoài đấy, với cái đường biển đấy, đường tàu bay đấy, thì đấy, em đã thấy rồi. Thì em có cái, một là em có quan tâm đến cái vấn đề này không? Và hai là em có nghĩ rằng vì sao nó thế không?
Thực ra thì cái sự đô hộ của Trung Quốc hơn 1.000 năm Bắc thuộc của chúng ta ấy, thì nếu ở có ảnh hưởng đến người Việt Nam hay không thì chắc chắn là phải là có. Nhưng chúng ta cũng đã thoát rất là khéo và chúng ta không bị đồng hóa. Chúng ta phải thừa nhận một điều rằng là và rõ ràng một điều rằng là chúng ta không hề bị đồng hóa, mà ảnh hưởng thì một chút thôi, không quá nhiều. Bản thân là cái chữ viết của chúng ta đâu có, thì cuối cùng chúng ta cũng đã hoàn toàn thoát được, là chúng ta đã có một cái chữ bộ chữ mà tôi vừa nói trong cái vấn đề về tiếng Việt. Thì người Pháp họ đến đây có gần 100 năm thôi, coi như hơn 100 năm đi, kể cả từ cái ngày họ nổ phát súng đầu tiên ở bán đảo Sơn Trà, thì họ đã mang lại rất nhiều những cái điều và trong những cái tác phẩm văn thơ của văn học của nhà văn Vũ Trọng Phụng có nói là Âu hóa. Họ đã làm cho người An Nam chúng ta là ảnh hưởng cả về văn học này, ảnh hưởng cả về văn hóa này, về thời trang này, về âm nhạc này, cả một thế hệ, nhiều thế hệ, và đến bây giờ cũng vậy. Và cái văn hóa phương Tây ấy, em thấy là nó ảnh hưởng mạnh, rất mạnh so với cái văn hóa phương Đông của người Việt. Nhưng mà có thể là do mình gốc là người phương Đông, cho nên cái sự lột tả nó rõ rệt quá, cho nên mình thấy nó mạnh. Thế nên thì mình cũng không với người trẻ như em sinh ra sau ấy thì cũng không có gì là đáng ngại đâu chị. Nhưng mà thế giới dần dần người ta sẽ đi đến một cái thế giới đại đồng, tức là mình phải hội nhập dần đến. Quý vị có thể thấy trên các đường phố Thành phố Hồ Chí Minh hay đường phố Đà Nẵng, Nha Trang, các quán hàng, các quán cà phê nó tiệm cận rất gần và sát với những cái văn hóa phương Tây. Và chính vì đó chúng ta hội nhập và giới trẻ họ hội nhập rất tốt, từ âm nhạc, thời trang, ăn nói, ngoại ngữ, mà chỉ có hội nhập chúng ta mới phát triển được. Thì cái việc đó là em nghĩ rằng là nó không đến mức độ mà đáng ngại chị. Đấy là cái sự tất yếu của sự phát triển. Ngày xưa các cụ các bà mặc váy một quần một ống, đúng không ạ? Váy đục rồi thậm chí là khăn mỏ quạ, răng đen. Nhưng bây giờ các cô phụ nữ là áo hai dây rồi quần xõng ra đường, đi giày thể thao rất là đẹp, váy rất là đẹp. Thì không có gì cả, nó phù hợp. Câu chuyện ở đây nó vẫn là phù hợp với thời đại. Giống như chị Yến, chị đừng bắt cái âm nhạc hiện đại nó phải giống như chị của lúc 20 tuổi. Không phải. Cái việc của chị cứ yêu những màu hoa đỏ, thời hoa đỏ đi. Còn cái việc bây giờ của Sơn Tùng hay là của Mỹ Tâm là cái việc của Mỹ Tâm. Nó không phải là của mình. Mình phải phù hợp. Việc của mình thừa nhận. Còn việc của sau này thì mình phát triển dần. Thì em nghĩ rằng là đấy là cái hội nhập chung của Việt Nam mình. Em nghĩ là tiếp cận khá tốt. Đối với người Việt Nam mình tiếp cận cực kỳ tốt, nhất là ngoại ngữ. Chị đi Trung Quốc chị biết thôi, họ đâu có nói tiếng Anh như mình đâu. Mình hội nhập cực kỳ tốt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Nhật rất là tốt. Đó. Thì em thấy rằng là đấy là cái sự tiến bộ để cho đất nước phát triển. Chúng ta rõ ràng là chúng ta đang phát triển du lịch, chúng đang thông thương với các nước, các cái hiệp định thương mại chúng ta đã ký kết, WTO rồi châu Âu chúng ta đã ký kết rồi, thì hoàn toàn cái việc mà chúng ta phù hợp là đúng, không có gì sai cả. Các hãng thời trang, các cửa hàng, các cái thương hiệu của người Tây sẽ vào Việt Nam, cái chuyện đó là bình thường. Đã vào Việt Nam và đang phát triển và làm cho đất nước chúng ta thay đổi từng ngày. Và cái hay của chúng ta là ai văn hóa truyền thống cứ văn hóa truyền thống, ai hiện đại cứ hiện đại, ai phương Tây cứ phương Tây, không chúng ta không cấm. Như ví dụ như Nhật nó bỏ hẳn cái Tết âm lịch, thế là cuối cùng nó dùng Tết Tây, cuối cùng mất đi cái văn hóa truyền thống. Tôi không đồng tình bỏ Tết âm lịch. Em là như vậy, phải giữ gìn văn hóa bản sắc của người Việt. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Slogan của em là như vậy, văn hóa còn thì dân tộc còn. Chắc chắn là như vậy. Nếu mà văn hóa mất thì không còn dân tộc Việt nữa. Chị đang định hỏi em cái đấy. Tức là phù hợp thì nó sẽ, mình là thế giới đại đồng, hướng tới thế giới đại đồng. Thực ra cái thế giới đại đồng này là cái tiêu chí của những người cộng sản. Đúng. Và khi mà mình đã hướng tới thế giới đại đồng thì mình phải phát triển như em nói đấy, phù hợp, phát triển, tiếp cận với các cái nền văn hóa, hòa nhập. Vậy thì liệu đấy có phải là nguy cơ cho một cái sự thui chột, biến mất của văn hóa dân tộc không? Bản sắc truyền thống không? Có mất chứ. Mất hoàn toàn, có những cái việc mà mất. Ví dụ như những cái văn hóa mà mình coi đến bây giờ nó không phù hợp nên nó mất. Ví dụ như là đi học
là thầy nói là phải đúng 100%. Thì Việt Nam bây giờ không còn điều đó nữa. Ví dụ như là vào nhà, đến nhà người ta thì đàn ông phải ngồi mâm trên, phụ nữ phải xuống bếp ăn. Chúng ta đã không còn, chúng ta hoàn toàn là bình đẳng. Những cái điều đó em ủng hộ, chứ không phải là giữ gìn mãi để nó mất đi. Không có, để sợ nó mất. Những cái gì tốt mình lĩnh hội lại. Bởi vì Đảng và Nhà nước nói rồi, chúng ta xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vẫn có những câu lạc bộ hát then, vẫn có những câu lạc bộ hát chèo. Ai thích xem chèo cứ xem. Vẫn có hát tuồng, vẫn đờn ca tài tử. Chị đi thì biết rồi. Và em rất là vui khi mà đất nước chúng ta phát triển đều như vậy. Ở đâu mình cũng làm được những cái điều mà mình cảm thấy thích. Vào Hội An chúng ta thấy bài tròi, đúng không ạ? Những ngôi nhà bây giờ ở quê họ xây theo kiểu cung đình Huế. Những quán cà phê cũng vậy, không hề cấm ai hết cả. Nhưng có những cái văn hóa cổ nó mất đi. Đó, ví dụ như nhuộm răng đen rồi ra đường phải mặc kín đáo rồi phải buộc chân bó cổ thì mình không nên. Theo em là nó phải phù hợp với cái thời đại. Rất là cảm ơn em. Một cái buổi nói chuyện tôi cho rằng là khá là bổ ích và lý thú. Đối với cá nhân tôi đã biết được là người trẻ người ta nghĩ gì và người ta dự định cho tương lai như thế nào. Và có thể nói là với tư cách một người già, Thủ tướng nói là những người trên 60 tuổi là người già, mà tôi thuộc là người già, thì có thể nói là tôi cảm thấy yên tâm. Và vì cảm thấy yên tâm cho nên là tôi rất phấn khởi. Và tôi hy vọng rằng là quý vị và các bạn khi theo dõi câu chuyện của chúng tôi thì cũng cảm thấy yên tâm như tôi. Và chúng ta sẽ hướng tới hai cái chữ phù hợp, có nghĩa là phát triển tự do cá nhân nhưng trong khuôn khổ pháp luật. Và những cái gì mà nó ưu thì mình giữ. Đúng. Những cái gì mà nó dở thì mình bỏ đi. Gọi là văn hóa truyền thống thì mình giữ, còn phong tục nhưng mà cổ hủ lạc hậu thì mình bỏ đi. Và ví dụ như phụ nữ mà phải ngồi dưới bếp ăn là tôi cũng không đồng ý đâu. Rồi chém lợn, chém trâu em nghĩ rằng cũng không cần giữ. Ví dụ như vậy, những cái phong tục mà đến bây giờ khoa học người ta chứng minh được rồi thì mình không cần. Có những cái dân tộc Mông họ khi họ mất đi thì họ dùng người cho lên một cái cáng, bỏ buộc cái người đấy mà không có quan tài, cho lên cái cáng, sau là bốn người khênh chạy, khi cái xác nó rơi ở chỗ nào thì chôn vị trí đó. Thì em nghĩ là những cái đấy cũng không cần phải giữ. Thật sự là khi khoa học và chúng ta đang tiến tiếp cả tiệm cận tốt rồi thì chúng ta phải để cho bà con chúng ta hiểu ra, chứ không cần phải giữ gìn như vậy nữa. Cái đó chắc họ cũng sẽ tự hiểu thôi. Vâng. Và có một điều là chúng ta xuất phát từ chiều mùng 7 tháng 5, một chiều hè lịch sử. Và hôm nay cũng là chiều mùng 7 tháng 5, một chiều hè lịch sử. Chúng tôi ngồi trên một cái phố cổ ở Hà Nội trong một cái quán cà phê rất là cũng cổ cổ và cũng rất là yên tĩnh. Và tôi cảm thấy rất là thích nơi này.